phải nghĩ đến lời Phật nói không sai. Thế gian vô thường, cõi nước nguy cấp, nhất là chúng ta hiện tại sinh sống ở vào thời đại này, thời đại của động loạn, tai nạn triền miên. Hơn nữa, chúng ta nhìn thấy tai nạn này dường như năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Phật nói ngũ trược ác thế. Trược là ô nhiễm, ác là tạo tác ác nghiệp. Chúng ta bình tĩnh mà quan sát cái thế gian này, trược ác đến cùng tận. Đây chính là nhân bất thiện. Chúng nhân tạo tác nhân bất thiện, nhất định có tai nạn rất lớn. Họ có nhân, nhất định có quả báo. Có nhân ác có quả. Nhân quả là định luật trong thế xuất thế gian pháp, Phật cũng không thể thay đổi. Chúng ta phải có cảnh giác cao độ. Gặp được pháp môn này, tai nạn có lớn hơn, chúng ta cũng không lo sợ. Chúng ta có thể vượt qua. Cho nên rất nhiều các vị đồng tu trong và ngoài nước đến hỏi tôi, tai nạn đến rồi phải làm sao đây, đi đến đâu để mà trốn? Tôi nói với họ, không cần phải nghĩ đến việc đi trốn tránh. Cái thế gian này có cái gì đáng để được lưu luyến đâu? Không đáng để lưu luyến, trốn tránh nó để làm cái gì? Tai nạn đến rồi vẫn không kinh sợ, không khiếp, không sợ. Chúng ta có chỗ tốt để đi rồi, đi đến thế giới cực lạc. Chúng ta cần ở trong thời gian ngắn này cụ bị điều kiện giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Thực tế mà nói, điều kiện giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc rất đơn giản. 84,000 pháp môn so với tất cả pháp môn khác cũng đều dễ dàng. Chúng ta phải cố gắng mà chuẩn bị. Trọng yếu nhất chính là buông bỏ thân tâm thế giới. Đối với cái thế gian này, tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, xác xác thực thực, không có một chút tâm lưu luyến. Đây là điều kiện tiên quyết. Chúng ta bằng lòng rời bỏ thế gian này, biết được thế gian này bất cứ thứ gì cũng không mang đi theo được, mọi thứ không thể mang, chỉ có nghiệp tùy thân. Vì chúng ta tu nghiệp gì vậy? Chuyên tu tịnh nghiệp, chuyên niệm Phật A Di Đà, cái này có thể mang đi. Đối nhân xử thế tiếp vật lơ là một chút, không nên nỗ lực như vậy, không nên tính toán với người. Chúng ta bằng lòng chịu thiệt, bằng lòng chịu lỗ, không nên tính toán với người, bình khí hòa. Việc này quan trọng. Phàm thì quá khổ cực, không chịu dứt bỏ thành kiến của chính mình, đều sẽ tạo thành chướng ngại giảng sanh. Người thông minh phải biết đem những chướng ngại cho việc giảng sanh thì đều dứt bỏ. Hà tất phải tranh với người làm gì? Có việc gì đáng để tranh đâu? Qua vài ngày ta đến thế giới cực lạc rồi. Cái thế gian này là quán trọ, ở không bao lâu thì phải đi rồi. Nó tốt thì tốt, không tốt cũng tốt.
Cho nên không luận là thuận cảnh, là nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đều không nên để ở trong lòng. Trong lòng chỉ có Phật A-di-đà, chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mỗi ngày đọc kinh Di-đà, tuy danh nhập quán. Khi đọc một mặt, đọc một mặt phải nghĩ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên kinh nói là thế giới Cực Lạc. Tụng kinh Vô Lượng Thọ thì nói càng rõ ràng hơn. Ngày ngày nghĩ thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngày ngày nghĩ Phật A-di-đà. Tóm lại, có một ngày đem thế giới Cực Lạc, đem Phật A-di-đà nghĩ ra được. Đây là Thế Tôn ở trên kinh Đại Thừa thường hay nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Điều sau cùng của tình nghiệp tam phước, thâm tính nhân quả. Chúng ta nhớ Phật là nhân, Phật A-di-đà đến thế giới Cực Lạc hiện tiền, đó là quả. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Không nên nghĩ đến danh vọng lợi dưỡng của thế gian. Không nên muốn hưởng thụ năm dục sáu trần của thế gian. Chúng ta không nghĩ đến những thứ này. Những thứ này thể đều buông bỏ. Đời sống tùy duyên. Tốt cũng rất tốt, không tốt cũng rất tốt. Tuyệt đối không tính toán. Nơi chúng tu tập cũng không nên so đo. Nơi nào cũng đều tốt. Chính mình biết dụng công. Mọi lúc mọi nơi đều là đạo tràng tốt. Cho nên lý phải nên thông suốt. Phương pháp tu hành phải rõ ràng, phải thấu hiểu. Như lý, như pháp mà tu học, ở ngay trong đời sống này của chúng ta, khẳng định thành tựu. Phải làm ra tấm gương tốt cho người niệm Phật. Đây chính là tự độ độ người, để cho tất cả đại chúng xem. Đặc biệt là để cho các đồng tu học Phật xem. Khi giảng sanh, làm ra một kiểu giảng sanh để cho mọi người xem. Mọi người nhìn thấy kiểu giảng như vậy, liền sẽ sanh ra tín tâm. Người chân thật niệm Phật giảng sanh, họ nhất định độ được rất nhiều người. Việc này phần đông người ta gọi là tướng lành giảng sanh. Đều tu dưỡng ở lúc bình thường. Bình thường công phu tu dưỡng của chúng ta không sâu. Khi đến lúc lâm chung, tay chân bối rối, vậy thì sai rồi. Chủ yếu nhất là tu phước, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Không nên hưởng phước. Chúng ta tu phước không hưởng phước. Để phước báo này dành để đến lúc lâm chung để hưởng. Đến lúc lâm chung hưởng phước gì vậy? Thứ nhất, đầu óc minh bạch, không mê hoặc, là đại phước báo. Tất cả chúng sanh, bạn cô nói giảng sanh, hàng nào thì không giảng sanh. Thế nhưng giảng sanh đến nơi nào cũng không nhất định. Có người giảng sanh đến đường súc sanh, giảng sanh đến đường ngạ quỷ, giảng sanh đến đường địa ngục. Sinh mạng là sanh diệt không ngừng nghỉ. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng. Bạn chân thật hiểu được thấu suốt tường tận rồi, không hề chết đi, chỉ đổi thân thể. Bạn sanh đến cái thân thể này dùng hư rồi thì đổi thân khác. Đổi thân thể như thế nào? Người thông minh nhất phải đổi thân tử ma.
chất vàng thật của Như Lai, đó là người thượng thượng căn, người thật thông minh. Nếu như đổi một thân súc sanh, đổi một thân của gà quỷ, thì bạn đã sai rồi. Người thế gian nói sanh tử, chúng ta là người chân thật thông suốt thì không có sanh tử, chỉ có đổi thân này thôi. Đây là thật. Cho nên đối với sanh tử một chút kinh sợ cũng không có. Hiểu rõ chân tướng của sanh tử, trong Phật Pháp gọi là liễu sanh tử. Chân thật hiểu rõ chân tướng của sanh tử, bạn đối với những việc này không còn phải lo sợ nữa. Bạn thấy người thế gian tham sống sợ chết, kẹt đến chết là vô cùng lo sợ. Nhìn thấy chữ chết thì dường như là không được hên lắm, không được tốt lắm. Mà người học Phật chúng ta thì thường hay đem chữ chết này treo gay ở trước mặt của chúng ta. Đại sư Ấn Quang, bạn nhìn thấy ở Phật đường của cụ ấy, tôi đã đi tham quan qua đạo tràng ở núi Linh Nham. Ngài có một căn phòng, cái ngài tuổi già thường ở trong cái căn phòng này. Tôi đã xem qua, bài trí rất đơn giản, một tôn tượng Phật, một lư hương. Tôi xem thấy có một câu đối: trong sạch rỗng không, không có thứ gì. Một quyển kinh A-di-đà. Phía sau tượng Phật, cụ ấy viết một chữ thật to là chữ chết. Ngày ngày nhìn vào cái chữ này, nhắc nhở chính mình. Việc làm này đúng, rất là chuẩn xác. Cụ ấy làm ra một tấm gương sáng cho chúng ta, làm ra một hình tượng tốt nhất cho người niệm Phật. Chúng ta không sợ, chúng ta biết được sanh tử là sự việc như thế nào. Nhất định phải đem nhục thân phàm phu này đổi thành thân sắc vàng thật của Phật A-di-đà, thân kim cang bất hoại. Cái việc này không phải không làm được.